Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng touring đường phố. Đây là một dòng Gian XKSL. Đây là một mẫu model cao cấp nhất của dòng Gian XKSL. Đây là XKSL1. Và đây cũng là một trong những mẫu bán chạy nhất tại cửa hàng em, dòng touring. Và hôm nay là chiếc xe màu xanh các bác nhé. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và chiếc xe có màu xanh. Hình thức chiếc xe thì em nhận xét khá là mới các bác nhé, trên 90%. Đây là một dòng touring cao cấp của dòng Gian XKSL. Đấy, như các bác thấy thì nước sơn còn rất sáng và bóng. Đây những vết bụi bẩn có thể lau đi, không đáng kể. Xe vẫn được sử dụng công nghệ nhôm của Alu XX. Và đây là Alu XXSL, cao cấp hơn những bộ khung Alu X thông thường, cho bộ khung nhẹ và bền hơn những bộ khung Alu X thông thường. Cọc yên và yên thì nguyên bản của Gian, nguyên bản theo xe. Đây các bác thể thấy yên rất là mới các bác nhé. Chiếc yên đây, đây logo của hãng. Đây là Gian XKSL1, trên khung có ghi và xe có size S. Theo chiếc xe Gian thì size S của các bác từ 1m6 1m7, thì em sẽ đo size đứng. Càng nhôm nguyên bản của Gian, ghi đồng cổ phốt nguyên bản của Gian, nguyên zin theo xe. Và khung xe thì vẫn được trang bị bộ dây âm sườn cao cấp, dây đi trong sườn. Khung xe khá là mới các bác nhé. Các bác có thể thấy bộ độ bóng của sơn xe. Chiếc xe đi lướt qua trên 90%. Bộ tay nắm đệm mút là êm. Xe được sử dụng tay bấm xả của Shimano Alivio. Bên này bên lip 9 tầng, bên đĩa 3 tầng của Shimano Alivio, đồng bộ với xe. Bộ phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano, phanh đĩa dầu thủy lực các bác nhé. Vẫn còn giữ được cặp vành nguyên bản, nguyên zin theo xe của Gian. Đĩa phanh dầu thủy lực khá là mới thôi, rất là mới đây. Phanh của Shimano. Và thông số lốp theo xe là 700 × 28C. Vâng, được trang bị bộ đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Shimano các bác nhé. Bộ gạt đĩa, trang bị gạt đĩa của Shimano Alivio, nguyên bản theo xe. Đây bộ vành sau, nguyên bản theo xe và thông số lốp là 700 × 28C. Đây là lốp sau, 9 tầng lip.
9 tầng lít của Shimano và củ đề của Shimano Alivio. Giờ em sẽ đo chiều cao xe đứng của khung xe. Vâng, và khung xe có chiều cao xe đứng là 47. Size S phù các bác từ 1m6 đến 1m7. 9 tầng lít và 3 đĩa. Xe 27 tốc độ. Bây giờ sẽ đi vào đánh giá hoạt động. Lên lít. Vâng, chuyển động rất là tốt các bác nhé. Xuống lít. Bên tay phải là đĩa, đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Xuống đĩa, lên đĩa. Chuyển động rất là tốt. Một chiếc xe cao cấp nhất của dòng Gian XFSL. Vâng, và em vừa giới thiệu xong chiếc xe Gian XFSL 1. Xe được trang bị nguyên bộ group của Shimano Alivio. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá là 9.3 triệu, miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để xem những hình chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.